chào các giám khảo và cũng là của mình. Tên là Nhật Huy, đang 26 tuổi, đã học nhạc được 2 năm và đang xin trình bày tên Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng của nhạc sĩ Văn Trung Quốc. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu,
bầy chim lá cây khóc oan tìm nhau, ai đồng ai đêm hết bao gió sầu. Hỏi mùa thu đã xu miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng, liệu có biết ở nơi nào không?